Đoàn cứu hộ Việt Nam trao tặng Thổ Nhĩ Kỳ 2 tấn hàng hóa y tế. Đoàn cứu hộ Việt Nam đã trao tặng toàn bộ số thiết bị y tế gồm thuốc cấp cứu, vật tư y tế cho phía Thổ Nhĩ Kỳ thông qua cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 13 tháng 2, cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an cho biết, đoàn cứu hộ Việt Nam đã trao tặng Thổ Nhĩ Kỳ 2 tấn hàng hóa y tế để phục vụ cho việc cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả do thảm họa động đất. Hai tấn hàng hóa y tế này bao gồm các loại thuốc cấp cứu cơ số thuốc thiết yếu, vật tư y tế, liều trại dùng trong giải chiến. Bên cạnh đó còn có các phương tiện quá chất phòng chống dịch và thiết bị y tế sử dụng trong tình huống cấp cứu thảm họa. Đoàn Việt Nam đã trao tặng toàn bộ số thiết bị y tế này cho phía Thổ Nhĩ Kỳ thông qua cơ quan ứng phó thảm họa cho tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ AFAD. Đại diện AFAD cho biết họ sẽ điều phối về các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế, nơi đang rất thiếu thuốc men cũng như các thiết bị y tế cấp cứu. Nhận được sự diện trợ kịp thời của đoàn Việt Nam, Phó Giám đốc AFAD tại Adiyaman, ông Ismail Shahin đã gặp trưởng đoàn Việt Nam là Đại tá Nguyễn Minh Khương gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ này của Bộ Công an, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam. Ngay sau đó, đoàn Việt Nam phối hợp cùng AFAD dẫn chuyển số hàng hóa về các khu vực được chỉ định, trong đó có bệnh viện lớn nhất của Adiyaman để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Số còn lại sẽ được chuyển ra các trại y tế lưu động. Được biết, địa phương mà đội cứu nạn cứu hộ Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ là một trong ba dùng bị thiệt hại nhiều nhất trong thảm họa động đất này tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6 tháng 2. Công an Việt Nam đào trăm tấn bê tông đưa hai thi thể ở Thổ Nhĩ Kỳ ra ngoài. Lực lượng cứu hộ của Việt Nam dùng thiết bị các thủy lực hiện đại để chia nhỏ từng khối bê tông đưa các nạn nhân trong đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ ra bên ngoài. Sáng ngày 13 tháng 2, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cho biết, đoàn Cứu nạn Cứu hộ của Công an Việt Nam và quân đội Pakistan đã đưa được hai thi thể bị dùa trong đống đổ nát ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế Thổ Nhĩ Kỳ. Một ngày trước, qua hệ thống camera, lực lượng chức năng hai nước đã xác định được ba thi thể trong đống đổ nát. Lực lượng Cứu hộ Việt Nam nhanh chóng đưa các thiết bị hiện đại để đào bới bê tông, đưa các nạn nhân ra bên ngoài. Đại diện đội cứu nạn quốc tế của Bộ Công an Việt Nam cho biết thêm, khối lượng bê tông bị đổ sập là rất lớn, lực lượng cứu nạn ước tính phải đào hàng trăm tấn bê tông mới đưa được nạn nhân ra ngoài. Tại thực địa, các thiết bị cơ giới hoạt động liên tục, giới chức địa phương cũng thường xuyên thay đổi phương tiện cơ giới để đảm bảo an toàn. Lực lượng cứu hộ của Việt Nam dùng thiết bị các thủy lực hiện đại để chia nhỏ từng khối bê tông, tạo thuận lợi cho công tác cứu nạn. Công tác cứu nạn được thực hiện khẩn trương đến 19 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa được hai thi thể nạn nhân ra bên ngoài. Đại diện đội cứu nạn cho biết, trước đó công an Việt Nam phối hợp với quân đội Pakistan phát hiện và cứu được một thiếu niên 14 tuổi còn sống sau 5 ngày bị vùi lấp trong đống đổ nát. Đoàn Việt Nam sang trợ giúp Thổ Nhĩ Kỳ lần này, ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, còn mang theo hai tấn đồ diện trợ y tế, bao gồm các loại thuốc cấp cứu, cơ số thuốc thiết yếu, vật tư y tế, liều trại dùng trong giả chiến các phương tiện có chất phòng chống dịch và thiết bị y tế sử dụng trong tình huống cấp cứu tâm quả. Chiều ngày 12 tháng 2, Việt Nam đã trao tặng toàn bộ số thiết bị y tế này cho Thổ Nhĩ Kỳ thông qua cơ quan ứng phó tham họa cho tình huống khẩn cấp AFAD. Đại diện AFAD cho biết họ sẽ điều phối về các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế, nơi mà đang rất thiếu thuốc men cũng như các thiết bị y tế cấp cứu. Nhận được sự diện trợ rất kịp thời của đoàn, Phó giám đốc cơ quan AFAD tại Adiyaman, ông Ismail Shahin đã gặp trưởng đoàn Việt Nam là đại tá Nguyễn Minh Khương, phó cục trưởng C07 để gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ này của Bộ Công an, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam. Ngay trong chiều, đoàn Việt Nam phối hợp cùng AFAD dẫn chuyển số hàng hóa về các khu vực được chỉ định, trong đó có số bệnh viện lớn nhất của Afghanistan để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị, số còn lại sẽ được chuyển ra các trại y tế lưu động được biết địa phương mà đội cứu nạn cứu hộ Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ là một trong ba vùng bị thiệt hại nặng nhất trong thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ hôm 6 tháng 2. Đoàn cứu hộ Việt Nam sử dụng camera tìm kiếm nạn nhân vụ động đất ở thổ nhĩ kỳ. Đội cứu nạn cứu hộ bộ công an Việt Nam đã sử dụng camera chuyên dụng luồn sâu vào các khe nhỏ phát hiện thi thể nạn nhân trong đống đổ nát. Ngày 13 tháng 2, Bộ Công an cho biết sau nhiều giờ nỗ lực, đội cứu nạn cứu hộ thuộc đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ của quân đội Pakistan đã đưa được thi thể của hai nạn nhân bị dù lấp trong đống đổ nát ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế. Vị trí phát hiện tại một tòa nhà thuộc thành phố Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Thi thể của hai nạn nhân được lực lượng cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam sử dụng camera chuyên dụng luồn sâu vào các khe nhỏ trong đống đổ nát do tìm phát hiện ra. Tuy nhiên, việc đưa các thi thể ra ngoài gặp nhiều khó khăn do có lượng bê tông hàng trăm tấn đè lên các nạn nhân. Hai đoàn đã phối hợp cắt phá chi nhỏ mảng bê tông diện tích hơn 30 mét vuông để tiếp cận người bị nạn. Lúc này, thiết bị thủy lực của đội cứu nạn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã phát huy hiệu quả, giúp tạo lối tiếp cận và rất gần vị trí của các nạn nhân. Sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể nạn nhân đầu tiên được đưa ra vào khoảng 18 giờ 15 phút giờ địa phương vào ngày 12 tháng 2. Thi thể nạn nhân thứ hai được đưa ra vào khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày. Sau khi hoàn tất mọi công tác chuẩn bị trong thời gian ngắn, đêm qua ngày 12 tháng 2, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam gồm 76 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã lên đường sang hỗ trợ nước bạn Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất. Lễ tiễn đoàn quân đội nhân dân Việt Nam diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 12 tháng 2 tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong số 76 quân nhân làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ có 30 người thuộc đội quân y thuộc Tổng cục hậu cần, 30 người thuộc đội công binh cứu sập thuộc binh chủng công binh. Đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc bộ tư lệnh bộ đội biên phòng có 9 người và 6 chó nghiệp vụ. Bộ phận chỉ huy và cơ quan gồm 7 người. Tổng chỉ huy lực lượng là thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, phó tránh văn phòng thường trực Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phó cục trưởng Cục cứu nạn cứu hộ. Sau lễ tiễn Máy bay chở lực lượng cứu hộ của quân đội nhân dân Việt Nam đã cất cánh vào lúc 22 giờ 05 phút ngày 12 tháng 2 theo giờ Việt Nam và dự kiến sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ sau 11 tiếng bay. Theo một số nguồn tin, ông Nguyễn Thế Hồng, chủ tịch hội cổ vật Bắc Ninh đã mua thành công ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo và đang tiếp tục hoàn tất thủ tục để đưa cổ vật quý giá này hồi hương. Theo đó thì ông Nguyễn Thế Hồng là người chủ động tìm hiểu để nắm được các thông tin về chiếc ấn vàng Hoàng đế Tri Bảo. Khi mà nhà đấu giá Million Pháp bắt đầu đưa ra thông tin về việc đấu giá của vật này. Và ông Hồng cũng là người bỏ ra toàn bộ các chi phí để nhà đấu giá Million hủy bỏ cuộc đấu giá chiếc ấn báu, đồng ý để đàm phán thương lượng mua trực tiếp. Việc thương lượng mua thành công cổ vật Hoàng đế Chi Bảo để đưa bảo vật hồi hương nhờ vào sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau đó thì thông qua thương lượng trực tiếp, ông Nguyễn Thế Hồng đã mua thành công ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo với giá hơn 6,1 triệu euro. Ấn vàng Hoàng đế Chi Bảo được đúc năm 1823 thời vua Minh Mạng, chất liệu bằng vàng, nặng 10,78 kg và ấn được truyền từ đời vua Minh Mạng đến vị vua cuối cùng của nhà Nguyễn, đó là bảo đại